Tại Hà Nội, Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024. Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ khẳng định những thành tựu Bộ Công Thương đạt được trong năm 2023 là kết quả của các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục trong toàn hệ thống cũng như các tổ chức công đoàn bộ. Các phong trào thi đua do Chính phủ phát động, điển hình như phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, v.v. Để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đặt ra nhiều giải pháp cần phải thực hiện như chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Ban Cán sự và chỉ đạo của Công đoàn Bộ, tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động yên tâm công tác, các đoàn thể cần phát động, tổ chức các phong trào thi đua để tạo không khí phấn khởi thi đua trong từng ngành, từng cơ quan, tiết kiệm chi thường xuyên để quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong từng đơn vị, chủ động rà soát, đánh giá, nắm bắt đúng tình hình trong từng đơn vị để có giải pháp phù hợp nhằm xây dựng, củng cố tình đoàn kết. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công Thương và Công đoàn Bộ đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.